quý khán giả, những chai nước hoa mang toàn thương hiệu nổi tiếng mà giá trị thực mỗi sản phẩm có khi lên đến cả chục triệu đồng lại được đựng sơ sài trong những thùng cát tông và bao tải. Và dĩ nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó. Quản lý thị trường kết hợp với công an tỉnh Bắc Ninh vừa đột kích vào kho chứa hàng hóa tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh do ông Nguyễn Đức Phú, sinh năm 1986, thường trú tại tỉnh Bắc Ninh làm chủ. Việc kiểm tra được thực hiện sau nhiều tháng lực lượng chức năng theo dõi, thẩm tra, xác minh thông tin. Diện tích nhà không số, không biển hiệu, luôn trong tình trạng đóng cửa 24/7, nên nhà chức trách rất khó khăn mới có thể kiểm tra hoạt động kinh doanh ở địa điểm này. Trong diện tích khoảng 50m², chủ cơ sở dùng để chứa khoảng 20 tấn hàng hóa, chủ yếu là các loại mỹ phẩm như nước tẩy trang, kem nền, son môi, tẩy da chết, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, ủ tóc, với các thương hiệu có tiếng trên thị trường. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện một lượng lớn nước hoa mang nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior, Versace, Lancôme vừa được chủ cơ sở vận chuyển về đến kho, vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện. Bước đầu, cơ quan quản lý thị trường xác định cơ sở có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ